Xuân Long xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho tối nay và ngày mai, 18 tháng 4 năm 2022. Thưa quý vị, theo thông tin vừa được Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng cung cấp, trong đêm nay và ngày mai, tỉnh đang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam, lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, kết hợp với rìa xa phía Đông Nam của vùng áp thấp phía Tây. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng sẽ là mây thay đổi, đêm có mưa nhẹ vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác. Đặc biệt trong cơn mưa vào buổi chiều, thường kèm theo lốc sét và gió giật mạnh, quý vị bà con nông dân nên hết sức đề phòng để kịp thời có những biện pháp bảo vệ cây trồng và vật nuôi hợp lý. Nhiệt độ toàn tỉnh phổ biến dao động từ 14 đến 33 độ C. Cụ thể, khu vực các huyện phía Bắc của tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Dự báo trong ngày mai tại khu vực này vẫn có khả năng mưa dông vào chiều tối, ban ngày thì trời cũng nhiều mây và nắng gián đoạn. Nhiệt độ dao động từ 14 đến 24 độ, độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Khu vực các huyện phía đông của tỉnh Lâm Đồng gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Thời tiết khu vực này chủ yếu là mây thay đổi đến nhiều mây, khả năng có mưa diện rộng là rất thấp, tuy nhiên sẽ có mưa rào và dông cục bộ vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Khu vực các huyện phía nam của tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Qua ngày mai thì trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa. Độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%, nhiệt độ dao động từ 18 đến 29 độ. Khu vực các huyện phía Tây Nam của tỉnh Lâm Đồng gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Thời tiết chủ đạo là mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác. Đây là khu vực có nền nhiệt độ cao nhất tỉnh, với nhiệt độ dao động từ 22 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Thưa quý vị, nhắc đến cá tầm ở Lâm Đồng, thì ngoài huyện Lạc Dương, địa phương thứ hai có diện tích và sản lượng cá tầm lớn, phải nói đến huyện Đam Rông. Bình quân mỗi hecta mặt nước nuôi cá tầm mang lại cho người nuôi từ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng. Trong chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng ngày sau đây, chúng tôi mời quý vị đến với xã Đà Tông, huyện Đam Rông để tìm hiểu thành công của một trại nuôi cá tầm tại đây. Quý vị thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bản nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.